Đây. Đó. Đây cá hú. Ba con cá hú. Mình Tú ăn hết các bạn. Mình Tú ăn á. Đó, cho nguyên liệu. Nguyên liệu để nấu canh chua. Cá nhúc. Chuối. Bắp chuối, rau muống. Rau bắp. Ớm. Đó. Giờ Tú ướp cá trước đi, để nó chưa dễ lắc lên. Ướp cá là đâm tiêu trong ớt rồi vô ướp cá đi. Ừ, bà chồng đứng rồi chỉ huy không à. Thì đâm nó đi rồi ướp nó lên đi. Rồi đâm nó lên giải nhuyễn đi. Chừng bay ra ngoài nha Tú. Bay là nó còn sống. Cái này còn sống chứ mà nó chết. Bây giờ là nó hé. Ừ. Hé cũng không sao, hé được. Nó còn sống theo. Ừ. Bây giờ má sẽ ướp. Đầu tiên má sẽ bỏ. Tiếp theo là sẽ bỏ muối. Ướp cá trước khi kho cho cá nó thấm nó ngon. Tiếng không á? Rồi nửa tiếng là con tiếng có bụng chết con ơi. Nửa tiếng là cũng rã ruột rồi. Đây, rồi bắt đầu. Trộn đều lên, lượng cá bỏ vô. Lượm cá bỏ vô. Vậy là khúc mình nấu kho, còn cái đầu với cái đuôi mình đầu, không có đuôi đuôi kho luôn. Cái đầu với cái bụng là nấu chua ăn cho nó ngon. Người ta nói là cái bụng là béo lắm hả má? Đúng rồi. Bằng tỏi đó má. À bằng tỏi đi con, thử nấu chua. Đó. Ướp này xong trong thời gian nửa tiếng là chị bếp Tú sẽ qua nấu một nồi canh chua. Siêu được bếp Tú. Ăn cho cá này nó mới thấm, nó mới ngon. Các bạn thấy chưa? Thèm chưa? Cá ngon chưa? Đó, ướp đây nửa tiếng hồ nữa là nó thấm là bắt đầu mới ngon nha các bạn. Đó. Ôi, mình sẽ đi rửa cái này nấu canh chua. Rửa rau không á? Cái này nãy chưa rửa. Đó, siêu đồ biểu Tú bây giờ sẽ là bầm tỏi. Bầm tỏi đang thử nấu canh chua. Siêu biết thôi nào là phải từ từ. Ai mà đang đói bụng đợi siêu bếp này nấu là đói chết. Sắp nhanh đứt tay, hiểu không? À, hiểu rồi. Rồi bây giờ má mình đã rửa rau xong rồi các bạn. Đó. Ngon không? Nhìn thấy tươi phơi phới luôn. Bên kia bây giờ là mình lấy tắt nấu canh chua ngang các bạn. Đây. Sao má không cắt cái đầu nhỏ trơn mới nặng ra cái luôn mấy? Thôi quên ha. À. Đó, cắt chút xíu cái nó nặng ra nó khỏi cắt làm hai. Có ở nhà làm thôi, ở nhà một mình làm. Thấy đang miếng đồ chiên buồn quá. Nên nó buồn hết rồi. Thôi là má còn nhớ tên má. Đó, bên kia Tú đã lên bếp là dần bếp rồi. Ủa có nắp đậy nào mẹ, Tú? Má mới sắm hả má? Cái để sao có cái gì cái gì cái gì nhà này sắm được, có cái nắp cũng khó là sắm không được thôi. Chua dữ không má? Má sao người ta thấy nấu chanh nữa má? Chanh nó không thơm bằng tắc. Tắc thì dưới lên
tôi giờ chế tỏi nè, sắc tỏi cho Nghĩa nha con dâu. Nào là chưa được Nghĩa không nha con? Vậy là bà là chồng mới chê nha. Sư đồ bếp Tú nay sẽ bảo tài sư đồ bếp Tú. Lấy luôn. Sư đồ bếp bây giờ đã làm cá. Ôi vô. Wow. Cái đổ nước hơn 2 ký nữa thôi nè Tú. Ôi, nó quay xinh tố quá. Không vừa ăn có mà, ra mở cá ra nè. Ừ, cái mặt quá Tú ơi. Cá đâu cho mặt thôi hả, chị mới cho mặt. Không, mình nhìn thấy mình... mình thấy mình có mặt quá. Trời ơi, nó đi dần 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 dần. Đó, bây giờ là bà vợ chồng về phải nói là vớt cá ra. Đã tôi nói rầu bị bão mà cãi tôi. Nó chín quá nó lại vớt ra. Nhưng mà cũng phải vớt ra. Nước sôi xong rồi mới bỏ vô không á? Nước sôi xong rồi bỏ lại. Thấy ai mà hiền với bác luôn, gặp con rồi mẹ chồng là chết. Chết cho con hả con? Chết con tỏi làm sao con? Nó quá quét một lần dạ. Cũng rồi. Nói bao nhiêu lần rồi? À, mình chỉ xong rồi mình phải đem cá cá ra nha các bạn. Rồi đổ nước vô. Sư được biết Tú quên công đoạn này rồi. Để cho cá nước thơm nó chín quá nó đâu có ngon. À. Chí xong rồi nữa mình nấu cho nó rồi, trong cái này rồi. Đây nước đã sôi rồi. Đây là nước đã sôi rồi. Tú sẽ bỏ cá vào. Tú sẽ bỏ cá vào. Con này. Con này. Nó nặng quá à Tú ơi. Nó nặng quá rồi chứ. Đó, nặng rồi, nó qua hải rồi. Qua hải buồn rồi. Giờ nó hải vui rồi đó. Giờ mình đánh cá là em đi mặt đó. Đừng có để bắt mặt. Bắt cá gì nè? Nhớ con ăn. Giờ bắt cá con nhiêu? Giờ đến Tết là con vẫn là 53kg thì bắt triệu con gì? Bắt bị gì con không? 2 triệu, chứ tỉnh giờ để đồ. Như sẽ ốm phải không? Kính thưa quý vị, tôi với bác tôi có một cái dao kèo. Hiện tại tôi cân ký của tôi là bữa hổm tôi 53 mà giờ 52 mà hiện tại giờ tôi 53 nha quý vị, mới cân hồi sáng thất thời luôn đó. Bác tôi nói từ đây tới Tết tôi lên ký, tôi nói nếu mà đây tới Tết tôi vẫn giữ cái ký đó là bác tôi sẽ lì xì tôi 500 ngàn. Không không nha bác, không lì xì 500 ngàn. Không có kẹo cái phần quà bác tặng con cũng hơn 500 ngàn. Không, không, phần quà tặng khác, tặng quà tặng gắt mình cá mà, cá gì 500 ngàn. À, vậy bác tặng gì? Cá chầu đồ ăn đi con. Cá chầu đồ ăn à. Dạ, một cái chầu đồ ăn. Bà già làm đãi như một chầu đồ ăn. Dạ. Chứ không cá 500, 500 bỏ. Bác đãi con xong cái con ăn cái chầu đó, cái con lên ký cái bác mới đãi lại. Cho ăn xong rồi cân lại đi. Bác cân lại coi được như thế. Lỗ rồi, lỗ rồi. Nó vậy mới được chứ sao. Con phải cân trước khi ăn mới được. Tiếp theo bác làm hết rồi, tiếp theo tôi sẽ trộn cá này tươi ớt. Trời trời trời. Nhỏ nhỏ không phải là kiếm tiền mà mua cá nhỏ luôn nha mấy bạn. Dán tóc. Cá nhỏ vậy là kho mới thấm. Nó kho bằng nước dừa mới là vô địch. Đúng rồi mà. Cái nó ngọt tự nhiên, nó béo nữa, nó ngon lắm. Qua đó dừa nó bự cho bác nè. Đâu. Cái bự vừa bự cái mặt tươi cũng vậy. Đó. Bự hơn. Các bạn quý vị biết vì sao mà người ta đeo kiếm mà là người ta bị cận, còn tôi đeo kiếm không phải bị cận không? Tôi bị loạn. Nó không có giống người ta. Đó. Cái tật tại vì hả nhìn đây cũng nheo riết rồi nó loạn thị luôn cái gì. Rồi kho đi. Đó bây giờ canh đã chín. Cá đã chín. Tôi quên cá đã chín. Cá đã chín giờ bỏ rau vô.
chưa được bếp Tú sẽ bỏ rau vô. Công đoạn này cũng khó khăn lắm nha. À, bỏ rau vô cũng công đoạn này khó nè. Khó là khó khúc nào? Khó khăn nhất đó. Khó khúc nào nói nghe đây. Khó còn bỏ rau vô nè. Trời ơi, tại không có rau đâu ăn được phải không? Ờ, dạ, đẻ tên tên lên mấy nhà mà nó kêu kìa, rột rạc nè. Mùa này nó ấp nở á. Nó đang nhắc đẻ hay gì, nó ấp nở gì vậy hoài á. Nó có ấp rồi, nó có ấp rồi, nó nở. Nở gì, tôi hoài nắng, đợi thấy bà nội gì. Túi kìa. Ừ, cũng túi nắng, cũng túi luôn. Ờ, giữa kìa. Đó. Rồi đó, đợi túi niêm rồi đó, được rồi đó. Rồi cái vừa quá canh đó, rồi cái chín chín nó bỏ niêm được rồi. Rồi, rồi bây giờ sư đại biết túi sẽ niêm. Niêm đi. Đó. À. Bỏ bỏ cái ít thôi. Đâu, túi nó rải phân. Phân ure. Muối. Sao tắt hết rồi. Nó mới trở rồi chứ. Nó ngán quá, giòn quá, hết thịt nó ăn không được. À, muối. Này bỏ nước mắm không má? Đó, em dằn với nước mắm. À. Tùy theo khẩu vị các bạn, ăn ngọt, ăn chua nha các bạn. Ăn chua thì các bạn bỏ ít đường, ăn ngọt thì các bạn bỏ thêm đường chút. Thơm quá. Rồi bây giờ Tú sẽ trộn lên. À. Đặc quá ha, hơi nước ít ha Tú. Không vậy thôi, cái da thì nó cá ra là nước nhát rồi. À, hồi nó xịp xuống hả? Ừ. Nêm cho vừa ăn chưa? Hai làm sao nữa còn? Để nêm thử miếng rồi nó để tắt một chút. Ủa chứ không phải bỏ tắt tức hả? Sư đi bếp. Đây, đây là tô tắt nè. Sư đi bếp Tú đã bỏ vô. Tưởng tượng mà đang sáng sớm mà chưa ăn gì quất ly đó một cái ha. Xỉu luôn. Đã đâu biết chưa? Siêu đồ đồ bếp Tú bây giờ nếm chưa được, phải kêu đại đầu bếp nếm. Đó, đại đầu bếp vô cho ý kiến. Đúng rồi. Đó, hai mẹ con bây giờ siêu đồ bếp với đại đầu bếp đang làm món ăn. Giờ cái bếp kia ra, bỏ bếp này vô trong rồi từ từ thấy là tốt. Đó, mà canh đã hoàn thành rồi các bạn. Giờ mình chỉ giờ mình kho ướp kho cá thôi. Ồ, thơm quá. Chết. Ô Giang ơi. Được rồi Tú ơi. Rồi canh mình đem lên kia. Đó. Chạy. Ui trời ơi, chết ngất luôn, thơm quá. Chưa được biết lấy rồi chưa hết nổi rồi. Mà canh mình đem về vô trong rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cấy này. Mình ướt rồi mình kho. Gì, kêu đại đầu bếp lại nữa hay gì? À sao? Hồi chú chặt vừa bỏ đó Tú. Ừ, biết rồi. Lên chặt vừa bỏ nó đó được. Đó, giờ là mình kho rồi đó. Không có nào được chưa? Tú mà. Ờ, sư đồ bếp da nó khác mà đại đồ bếp còn hơn nữa. Để cho nó thấm đi. Thấm về rồi. Nó chặt chưa? Rồi bỏ vô có sạn các bạn thấy chưa? Trời ơi. Nãy ấy nó nãy ra. Nó chuyện luôn rồi đó. Chuyện cái này có sao luôn. Này coi nè. Đẹp, màu đẹp cực kỳ. Sư đồ bếp Tú đã làm được kỳ tích rồi đó. Sư đồ bếp mà làm được kỳ tích. Chị thích là màu đẹp chuẩn. Vừa nghe các bạn chứ không có nước lã nha. Đó. Vừa. Mình chế cho ngập con cá đó. Mình ninh sao cá. Cho nó sát lại luôn các bạn. Ngập con cá lại cho nó từ từ nó rút vô nó mới ngon. Chứ có ớt không má? Ớt rồi nè. Chút nữa sát mình sát vài phanh để trên. Thôi để nguyên cá cho đẹp nó ơi. Sao cũng được, để kho rồi để nguyên cá.
vớt bọt. Mình vớt bọt cho cá nó trong nha ông bạc, cái bọt bọt rồi cũng đâu ai, cá mà không vớt bọt rồi chết á. Dù ấy dù khô cũng phải cho cá nó trong bọt như vậy ấy nè. Nó sánh thôi mà. Nó sáng rồi sao? Sáng màu nè, nó hè rồi thấy không? Cái cá nè con thấy không, đỏ không? Nó trong chứ nó không có đục. Yeah. Vậy là bọt. Các bạn phải vớt bọt nha các bạn. Chứ đâu có để vậy. Rồi vớt xong rồi nó cái gì cũng vậy, phải vớt bọt, không vớt bọt là cá nó là nước nó không trong không mà. Đây, sư đồ Tú bây giờ chuẩn bị sành sẵn. À, bỏ ớt vô. Cho đẹp luôn hả? Đó các bạn. Đó, bây giờ cái nồi nó chuẩn bị sắt rồi đó. À. Sạch sạch. Sạch sạch vô. Con gái à. Các bạn thấy ngon không? Quá ngon. Thơm quá trời thơm. Đó, bây giờ nó đã sắn. Đặt lại nó sạch rồi các bạn. À. Sư đồ bé Tú bây giờ sẽ rắc tiêu lên. À. Wow. Chơi nguyên cụm vậy thôi hả Tú? Đó. Bụi phổi không ra. Rồi, bây giờ Tú sẽ nhắc cá xuống. Đó, sư đồ Tú bây giờ nấu nè, ấy quên múc đồ ăn ra ăn trưa. Ủa sao thấy rau không vậy Tú? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Để cá này giờ. Ừ. Hay ta. Lấy tay bóc đi, sư đồ biết. Chưa rồi biết. Cái gì, cái gì bình thường dùng gì bắt mấy này? Bắt ở ngoài được, trong nồi bắt ra, bắt vào tay là khỏi ai ăn luôn á. Đâu, sư bếp nói một câu là tay của sư bếp là tay vàng nè. Luyện công. Nên phải hết nít mấy đó hết chứ. Thơm quá mà chịu đâu nổi. Đại đồ biết bình thường, siêu đại đồ biết quý nó vô cái gì nướng bánh nóng kẹp á quý, vậy mà cũng quay lên truyền hình coi đó quý. Dạ. Nướng bánh nóng kẹp á rồi cái miếng ấy vô vậy em mới thấy á, mà không quay lên nó bánh thử cô lên cô lên chẳng nó mình đang quay được á, giờ đâu quay nó bánh thử nữa câu ai không à. Yeah.
dự lắm. Tú chơi cá kho gì Tú không ngon gì Tú, Tú ăn Tú. Béo quá trời. Muốn ăn hay gấp chân người. À, người ta đang muốn ăn hay gấp chân người đó là phải vậy đó. Cảm ơn mẹ Tú nha. Còn ngon hả Tú? Ngon. Thiệt á. Cũng ngon thiệt nữa hả? Cái này ngâm nước dừa không mà. Ngon người ha. Lúc lâu vậy nó mới thấm chứ chứ mà kho liền nó đâu có thấm. Tính lại là hoàng mỹ không? Hai xưa được biết xuống là nào phải hoàng mỹ không? Nếu ai bên về ghé quê Quý lỡ phải á, Quý sẽ nấu một canh chua vậy đãi à, canh chua vậy thôi. Lỡ đường về ghé. Má Tú hả? Có rau chấm có thể luôn á. Đổ ngọn cái cá này coi. Bắt đầu cá luôn các bạn ơi. Thôi cá hả? Thôi cá.